chấp 208 các nữ đồ đệ của ta đều là chư thiên đại lão tương lai. Chưa tới 2 tháng thiên phàm và trường thanh đã đột phá huyền chân cảnh, con cũng tới vạn tượng cảnh, ba các con biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng, A Nam A Sương bọn họ bây giờ cảnh giới gì rồi? Thanh Sương tuần trước đã thăng lên vạn tượng cảnh, A Nam thì vẫn đang dừng ở thiên nhân cảnh đỉnh phong được một thời gian rồi. Nói với Nam nha đầu, trong 2 tháng nếu nó vẫn chưa tới vạn tượng cảnh, vi sư sẽ kêu tiểu hắc ném nó tới U Minh giới tới khi nào thăng tu vi thì thôi. Vâng, con sẽ chuyển lời cho cô ấy. Mẹ ơi, đổ rồi. Mà, vi sư nhớ trước đó không lâu mấy đứa vẫn đang ở tiên tần giới tu luyện, sao đột nhiên đến thương cổ giới rồi? À, tiên tần giới con với các sư tỷ 2 tuần trước đã đánh xong rồi. Hoàng đế của tiên tần giới không đánh lại chúng con nên đầu hàng, thiên phàm sư tỷ và bọn họ ký hiệp ước hòa bình phụ thuộc gì đó. Để bọn họ trở thành thế giới thuộc hoàng thiên giới, cấm bọn họ tấn công dung nhập các thế giới khác, bên đó coi như kết thúc rồi. Còn về thương cổ giới, là Trọng Hoa tỷ dẫn bọn con đi, hay ngã, A Ba, Luca ngã, quả nhiên. Các con không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Ừm, thực ra lúc đầu mọi người có hơi ngượng, nhưng mà sau đó đánh một trận thì tình cảm tốt hơn rồi. Đánh một trận. Đúng vậy, sau khi Trọng Hoa tỷ về thương cổ giới lập tức chỉnh đốn quân đội công đánh kẻ thù. Hai quân vương thánh cảnh thương cổ giới dưới sự vây quét của Trọng Hoa tỷ một chết một trọng thương, sau khi chiến cục ổn định lại tới hoàng thiên giới tìm con. Vốn dĩ con giới thiệu nói Trọng Hoa tỷ là bạn tốt của sư phụ, các sư tỷ cũng không có gì, cho đến khi nói chuyện Trọng Hoa tỷ không nhớ là tại sao lại nói một câu. Ta và A Dạ quen biết nhiều năm, trên người hắn có chỗ nào ta chưa thấy chứ, hừ. Sư tỷ bọn họ liền tức giận, con với A Nam mấy người cố hết sức cũng chỉ miễn cưỡng kiềm chế lại Trường Thanh sư tỷ, Thiên Phàm sư tỷ thì trực tiếp đối đầu với Trọng Hoa tỷ. Nhìn bộ dạng sẵn sàng lao vào nhau lúc đó, Phục Linh lập tức khởi động không gian độc lập, đưa họ vào trong cọ sát. Sau khi vào sân diễn võ, Trọng Hoa tỷ không chỉ áp chế tu vi xuống thiên nhân cảnh, còn bảo con cũng lên đi, nói là thay sư phụ chỉ dẫn 3 đồ đệ tu hành, kêu chúng con lên tất, kết quả. Tất nhiên là không đánh lại, chưa đến nửa canh giờ thì con đã ngã xuống, đại sư tỷ kiên trì được một ngày. Trường Thanh sư tỷ lâu nhất, sau khi hai con ngã xuống, tỷ ấy một mình chiến 3 ngày 3 đêm với Trọng Hoa tiền bối. Cuối cùng, Trọng Hoa tỷ rất tán thưởng thiên phú kiếm đạo của Trường Thanh sư tỷ, hỏi là ngoài sư phụ ra, trong nhà có phải từng xuất hiện cường giả kiếm đạo. Sư tỷ nói không biết, gia tộc sư tỷ đã bị diệt môn từ lúc tỷ ấy còn nhỏ, trên đời tỷ ấy chỉ còn sư phụ và mấy sư tỷ muội chúng con, nghe đến đây Trọng Hoa tiền bối. Trọng Hoa làm sao? Trọng Hoa tỷ thu nhận tỷ ấy làm truyền nhân, đợi sau khi sư tỷ tỉnh lại thì đưa tới phế khư thương cổ giới giao cho một thứ hỏa diễm thiêu đốt, còn kêu tỷ ấy ghi lại tên mình lên cổ tịch. Đây đều là lúc sư tỷ ngủ nói cho con, từ nay về sau Trọng Hoa tỷ sẽ không bắt con với mama đi luyện kiếm nữa. Nửa tháng tiếp đó, Trường Thanh sư tỷ ngày nào cũng mất tăm từ sáng đến tối khuya mới về, hơn nữa mỗi lần quay về đạo cung đều tới nhầm phòng của con một lúc, vào phòng thì ngã ra ngủ luôn. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của sư tỷ, con đoán thời gian đó có lẽ là bị Trọng Hoa tỷ đưa đi đặc huấn gì đó. Sau đó không lâu thì Trường Thanh sư tỷ cũng thăng cấp huyền chân cảnh, Trọng Hoa tỷ dẫn bọn con tới thương cổ giới, rồi giao quân quyền của Dạ Hoa cho Thiên Phàm sư tỷ, giao Thiên Huyết Đồ và Thái Hoành bà bà cho Trường Thanh sư tỷ, kêu hai người họ một sáng một tối phối hợp, vây quét dư đảng của hai quân vương thánh cảnh bỏ chạy. Mà con bị Trọng Hoa tỷ giữ lại hậu phương, chế tạo cơ quan thú phù chú với khải giáp cho binh sĩ, nhưng mà trước đó Thiên Phàm tỷ có báo về nói Trường Thanh tỷ đã tìm được hành tung Thánh Vương bỏ chạy, mấy ngày nữa con có lẽ cũng lên tiền tuyến. Sau khi tiên tần giới kết thúc quả thực cần chuẩn bị nơi lịch luyện mới cho các con, thương cổ giới rất thích hợp. Trước khi vi sư tìm được thế giới mới, các con tạm thời ở thương cổ giới nghe Trọng Hoa sắp xếp đi. Vâng, vậy con báo cáo xong rồi, không làm phiền sư phụ nữa. Đúng rồi, Thiên Phàm tỷ và Trường Thanh tỷ hình như bình thường cũng có gửi tin cho sư phụ. Sư phụ rảnh thì nhớ xem nha, nếu không họ lại tới hỏi con máy quy tín có phải hỏng rồi không. Vi sư biết rồi, vậy cứ thế trước nhé. Vâng, bye sư phụ. Nhận Trường Thanh làm truyền nhân, có đạo nhất diễn sinh kinh làm cơ sở, huyết mạch viêm đế và nguyên âm chi thể kết hợp, băng hỏa tương dung âm dương điều hòa có vẻ cũng không phải là không được. Còn về tin nhắn của Trường Thanh. Phụt, sao câu nào cũng không quá 3 chữ vậy, tiểu Trường Thanh viết tán văn à. Tô Trường Thanh,
tiên tần giới, thắng lợi, đồ nhi, nhớ sư phụ, hèn, Tô Trường Thanh, trọng trọng, muốn làm, đồ nhi, sư phụ, đồ nhi, từ chối, Tô Trường Thanh, đồ nhi, không thích, trọng trọng, nhưng, đồ nhi, muốn mạnh, Tô Trường Thanh, trọng trọng, nghiêm khắc, kiếm đạo, có tiến bộ. Tô Trường Thanh, trọng trọng, nấu ăn, không ngon, nhưng, có chút, thích, Tô Trường Thanh, trọng trọng, kiếm nặng, đồ nhi, không đánh lại, trọng trọng, đáng ghét. Tô Trường Thanh, thiên huyết, bình thường, miêu bà, sư phụ, khí tức, thích. Tô Trường Thanh, sư phụ, đồ nhi, nhớ người. Hơn nữa, cách viết này không chỉ nhìn kỳ lạ, còn lộ ra chút đáng yêu ngốc nghếch, buồn cười quá, lẽ nào là con bé tự sáng tạo. Đợi đã, tiểu sư hình như đoán được rồi, cách viết thư này, lão gia, tiểu Trường Thanh chắc không phải đang mô phỏng cái đó chứ. Ừm, kiếm phổ và công pháp cho Trường Thanh đều là hình vẽ không ảnh hưởng tu luyện, nhìn nó tu hành không gặp trở ngại thiên phàm chắc cũng không nghĩ đến, Trường Thanh đối với văn tự chỉ biết đọc không biết viết. Từ sau khi thu nhận Trường Thanh, thư tịch nhiều chữ nhất mà nó từng thấy, có lẽ là quyển đó. Đạo Đức Kinh, Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo, Danh Khả Danh, Phi Thường Danh. Thật là, vậy làm sao đây lão gia, sau này tiểu Trường Thanh tu luyện liệu có vì vậy mà đọc sai công pháp tẩu hỏa nhập ma, không đúng, nó đã nhập ma một lần rồi. Vấn đề không lớn, với ngộ tính của nó, đọc sách không tốn bao nhiêu thời gian, Trọng Hoa phát giác sẽ dạy nó thôi, giải quyết vấn đề bên Thanh Khâu trước. Được rồi, lão gia, chúng ta ở đây trông tên kia đã rất lâu rồi. Nếu độc nhãn quái chính là kẻ đầu sỏ sáng tạo ra mấy con côn trùng ghê tởm kia, vậy cứ giết nó là xong, chúng ta đang đợi cái gì? Bị mũi tên ở ngực phong ấn hơn nửa tu vi, nhưng vẫn có thể dựa vào cơ thể tàn khuyết khống chế và nuốt chửng 3.000 thế giới. Thủ đoạn của kẻ đứng sau khá thú vị, trước hệ thống của tên luân hồi giả kia có nhắc sẽ phái cấp bậc thần hoàng tới Sơn Hải giới. Ta muốn xem thử thần hoàng kia rốt cuộc là cấp bậc gì, nếu tu vi thích hợp có thể để lại cho Thanh Khâu ngày sau lịch luyện. Ta xem thử nào, độc nhãn quái bây giờ cái trên tay so với mấy cái trước đó triệu hồi cũng ngang ngang, chỉ là khai vũ cảnh cao hơn thánh cảnh một cảnh giới thôi. Đám gà cùi còn chưa thành đạo đã dám tự xưng thần hoàng, chỉ nhìn cảnh giới đã không bằng cả Ứng Long đại thúc rồi. Ý, lại đổi người rồi, đây là tên thứ 5 rồi, không phải nói chỉ phái 4 thần hoàng sao? Lâu rồi không gặp, kiếm hoàng Khương Nguyệt. Lời thừa thì bỏ đi, luân hồi. 2 vạn năm trước ta nhớ từng nói với ngươi, sẽ không làm việc cho ngươi nữa. Thả ta đi, hoặc chúng ta chiến một trận, không phải ngươi chết thì ta vong. Hề hề hề, ngươi chết ta vong, ngươi có hôm nay đều là ta ban cho, nếu không có ta, ngươi có thể có tu vi nửa bước thành đạo sao. Muốn phản chủ, Khương Nguyệt ngươi có năng lực này. Phản chủ, một con côn trùng dựa vào ăn thế giới khác để sống chưa từng là chủ nhân của ta. Còn về giết được ngươi hay không, để kiếm của ta trả lời đi. Khoan đã, cho dù là giới thiên cảnh ngươi vẫn chỉ là luân hồi giả, ta chết ngươi cũng không sống được, mấy vạn năm bỏ ra nhiều như vậy. Cách ngộ ra thần cách bước lên thành đạo chỉ còn một bước, Khương Nguyệt ngươi là người thông minh, đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy. Giao dịch, giúp ta giết một người, sau khi chuyện thành ta sẽ giải trừ hệ thống trả ngươi tự do, sau này chúng ta không liên quan. Đồng thời, ta sẽ nhờ vị thần chi kia, hồi sinh muội muội ngươi, vạn năm khổ tu bước lên thần đạo không phải chính là vì cái này sao? Bây giờ, chỉ cần thay ta giết một người, ước nguyện của ngươi sẽ thành hiện thực. Được, nhưng mà ta muốn biết, trong thế giới ngươi khống chế, còn ai mà chủ luân hồi ngươi không giết được, phải mượn tay người khác. Một con hồ ly thôi, 500 năm trước hắn từng khiêu chiến ta, có lẽ lần đó chưa thể hoàn toàn giết hắn, để hắn sống sót ẩn nấp. Bây giờ là tu vi ta cũng không rõ, căn bản không có ba động linh hồn, có lẽ vừa đột phá khỏi ràng buộc của ta với thế giới, tăng lên khai vũ cảnh không lâu. Gửi hết tài liệu về nó lên hệ thống của ta, chuyện khác ta sẽ tự xử. Hạng nhất bảng thần hoàng luân hồi giả, tông chủ kiếm thiên tông tiên kiếm giới, kiếm hoàng Khương Nguyệt. Ngoài ra ta nói trước, đây là lần cuối ta làm việc cho ngươi, sau khi chuyện thành nếu không nhìn thấy Thu Nhi đứng trước mặt ta. Vậy chuẩn bị đồng quy vu tận đi, luân hồi. Qua, biến mất rồi, tên này mạnh hơn mấy tên trước đó nhiều quá, là giới thiên cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là thành thần, đúng là hiếm có. Quả thực hiếm có, nhưng mà hiếm có không phải là tu vi của cô ta mà là bản thể của cô ta, khí linh này ta muốn. Hả, khí linh? Lão gia nói đại tỷ tóc vàng kia là thần khí. Không sai, hơn nữa còn là loại vô cùng hiếm có. Khí linh ngay cả lão gia cũng muốn có, độc nhãn quái kia gọi cô ta là kiếm hoàng, chắc không phải cô ta là thanh kiếm đấy chứ.
Không phải, pháp khí loại đao kiếm sinh ra linh trí không khó, chủng loại của cô ta vô cùng khó. Mà khí linh tóc vàng này không chỉ sinh ra linh trí còn có thể giữ hình người thời gian dài tu luyện đến cảnh giới bán bộ thành đạo, nhiều năm như vậy ta cũng là lần đầu gặp. Phẩm chất không thua thiên khí, khai phát ý thức tự chủ. Các phương diện đều ưu tú, có cô ta, nha đầu Thiên Chu ngày sau có lẽ có thể nghỉ ngơi rồi. Được rồi, tình hình bên này xác nhận xong rồi, về thôi. Được, tiểu sư đã ngồi chắc, nhưng mà lão gia, độc nhãn quái này chúng ta không giết nó sao? Mũi tên kia vẫn còn đó, nó không thể trực tiếp can dự thế giới khác, kệ đi, vô lượng sẽ xử lý. Được thôi, vậy giao cho vô lượng tỷ vạn năng vậy. Giới thiệu chấp sau, nhưng mà kế hoạch này cần gia gia phối hợp chút, kế hoạch mới của Thanh Khâu, cần lão phu phối hợp. Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, nói cho ta nơi nào kẻ địch nhiều nhất, ta sẽ giải quyết. Ký ức quá khứ. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.